Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sự vô trách nhiệm của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trong phiên chất vấn của Quốc hội. Chính sách độc quyền sản xuất, kinh doanh vàng của nhà nước đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và cuộc sống của người dân. Đây là một nghịch lý đã tồn tại từ rất lâu, liên quan gì đến chủ trương kiểm soát và cưỡng đoạt của chính quyền khi nhìn nhận vàng trong dân còn nhiều lắm. Và đây là hình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Truyền thông nhà nước ngày 11 tháng 11 đưa tin, tại phiên chất vấn thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, đoàn đồng Tháp đã đặt câu hỏi như sau: Nếu người dân muốn bán vàng thì bán ở đâu? Bởi khi ngân hàng không mua, các cửa hàng vàng khác cũng không dám mua. Theo đại biểu Hòa, việc bán vàng miếng của ngân hàng nhà nước để bình ổn giá vàng là chủ trương được người dân rất đồng tình, nhưng tại sao các ngân hàng chỉ bán vàng ra mà không mua vào? Điều đó đã tạo ra dư luận xấu khi người dân cho rằng bên trong các bọc nhựa đựng vàng SJC 4 số 9 chỉ là kim loại màu vàng mà không biết chất lượng ra sao. Đó là chưa kể đến việc các ngân hàng của nhà nước chỉ bán vàng tại Hà Nội và Sài Gòn. Tại sao không được thực hiện trên cả nước với mục đích tạo thuận lợi cho người dân? Trước câu hỏi của đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, từ năm 2014, do chủ trương độc quyền sản xuất vàng miếng nên ngân hàng nhà nước không bán vàng miếng ra thị trường. Cho nên, ngân hàng nhà nước không có chủ trương mua lại. Và theo bà Hồng, trong giai đoạn hiện nay, các ngân hàng thương mại nhà nước chủ yếu tăng cung cấp vàng ra thị trường. Và đây là hình một phiên họp tại nghị trường quốc hội. Về lý do, các ngân hàng thương mại nhà nước chỉ bán vàng ở Hà Nội và Sài Gòn. Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết, ngân hàng nhà nước không có quy định bắt buộc là phải bán vàng ở địa điểm nào. Vẫn theo thống đốc Nguyễn Thị Hồng, trên thực tế, nhu cầu mua bán vàng chủ yếu là ở Hà Nội, Sài Gòn và các thành phố lớn. Các tỉnh thành trong cả nước hầu như không có hiện tượng người dân giữ vàng hoặc xếp hàng mua vàng. Không đồng tình với phần trả lời của thống đốc Nguyễn Thị Hồng, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, việc ngân hàng bán vàng miếng nhưng không mua lại từ người dân là vấn đề hệ trọng. Đây là điểm rất bất hợp lý. Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết, vàng không như ngoại tệ, việc kiểm định phẩm chất hàm lượng vàng rất phức tạp. Trong khi đó, nhiều loại vàng không thể chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ. Đây là một trong những khó khăn vướng mắt. Được biết, từ hồi đầu tháng 6 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước chỉ bán vàng miếng nhãn hiệu SGC cho 4 ngân hàng quốc doanh, trong đó có công ty SGC. Trong năm đơn vị trên, chỉ có duy nhất công ty SGC thực hiện mua lại vàng miếng của công ty SGC sản xuất, còn 4 ngân hàng thương mại khác không mua vào. Trong một nền kinh tế thị trường tự do, vàng đóng vai trò như một loại tài sản bảo đảm là phương tiện đầu tư và là yếu tố quan trọng trong ổn định kinh tế. Vàng không chỉ là một kim loại quý mà còn mang lại sự an tâm và bảo vệ giá trị tài sản của người dân trong bối cảnh kinh tế biến động và lạm phát tăng quá cao như ở Việt Nam. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhưng trong một nền kinh tế nửa dơi nửa chuột mang tên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lại chủ trương chống vàng hóa nhằm ngăn chặn việc sử dụng vàng như một phương tiện thanh toán và tích trữ phổ biến trong nền kinh tế là điều trái quy luật. Những nghịch lý trong phiên quốc hội chất vấn thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng về việc từ năm 2014 đến nay, nhà nước Việt Nam vẫn duy trì chủ trương độc quyền sản xuất vàng miếng, cho thấy việc Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương vẫn xếp Việt Nam vào danh sách các nước có nền kinh tế phi thị trường là quá xứng đáng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp, tiếp của Kim Vũ với bản tin Sự vô trách nhiệm của thống đốc Nguyễn Thị Hồng trong phiên chất vấn của Quốc hội. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Sự cạnh tranh giữa công an và quân đội Ngày 11 tháng 11, AFI Tiếng Việt loan tin đại biểu quân đội so bì với ngành công an về cấp bậc. Theo AFA, một đại biểu quốc hội kim đại tá quân đội đã yêu cầu phong tướng cho chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trọng điểm. AFA cho biết yêu cầu trên được nêu ra trong một phiên họp quốc hội ngày 5 tháng 11 khi quốc hội đang thảo luận về dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ thể, ông Lữ Văn Hùng, đại biểu quốc hội tỉnh Bạc Liêu, đồng thời mang quân hàm đại tá quân đội, thắc mắc vì sao giám đốc công an các tỉnh thành trọng điểm thì mang quân hàm thiếu tướng, trong khi cùng các địa phương đó chỉ huy quân sự chỉ mang hàm đại tá. Bản thân ông Hùng từng giữ chức chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA dẫn luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hiện hành, theo đó tỉnh đội trưởng mang quân hàm đại tá. Trong khi đó, luật công an nhân dân năm 2018 quy định phong cấp thiếu tướng cho các giám đốc công an ở những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các địa phương được phân loại là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông. AFA cho biết, đề nghị trên của đại biểu Lữ Văn Hùng đã bị Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang bác bỏ, với lý do nếu thực hiện thì sẽ vượt trần số lượng sĩ quan cấp tướng mà Bộ Chính trị cho phép. Theo quy định của Bộ Chính trị, quân đội không được phép có quá 415 sĩ quan cấp tướng. Theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của luật công an nhân dân được thông qua vào tháng 6 năm 2023, lực lượng công an được nâng con số vị trí cấp tướng từ 199 lên 205. AFA dẫn nhận xét của các nhà quan sát chính trị Việt Nam cho rằng, quân đội và công an đang là tâm điểm của cuộc cạnh tranh quyền lực thượng tầng hai lực lượng này hiện chiếm đa số trong các cơ quan cao nhất của đảng cộng sản gồm bộ chính trị và ban chấp hành trung ương các vị trí đứng đầu của đảng và nhà nước hiện cũng do người của hai lực lượng này nắm giữ với chức tổng bí thư do đại tướng công an tô lâm đảm nhiệm và chức chủ tịch nước thuộc về tướng quân đội lương cường và đây là hình tổng bí thư tô lâm đại diện phe công an và chủ tịch nước lương cường đại diện phe quân đội liên quan đến mối quan hệ truyền thống giữa quân đội và công an ngày 9 tháng 9, BBC Tiếng Việt cho hay quân đội chuyên chống kẻ địch bên ngoài, còn công an chủ yếu chống kẻ địch bên trong. BBC dẫn nhận định của một nhà quan sát chính trị cho rằng, trong cấu trúc quyền lực hành pháp của Việt Nam, Bộ Quốc phòng là quan trọng nhất, rồi đến Bộ Công an, tiếp theo là Bộ Ngoại giao. BBC cũng dẫn đánh giá của giáo sư Abuja từ Mỹ cho rằng, sự kèn cửa giữa hai lực lượng vũ trang, một phần do sự cạnh tranh về quyền lực và tài nguyên, đó là bản chất của sự cạnh tranh quan liêu. Bộ Công an xem mình là người bảo vệ cho chế độ. Quân đội thì nhấn mạnh lịch sử chiến đấu và giành độc lập. Về cách nhìn nhận của công chúng, theo BBC, quân đội dường như có hình tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân hơn là công an. Người ta thường gọi thân tình chú bộ đội. Bởi lẽ, quân đội nhân dân Việt Nam là một tổ chức được tôn kính với lịch sử lẫy lừng trong việc giúp giành lại độc lập cho Việt Nam. Ngược lại, theo giáo sư Abuja, đa phần người dân không có thiện cảm với công an vì bộ công an là một cơ quan quan liêu khổng lồ với quyền lực bao trùm. Giáo sư đánh giá, việc bộ công an và bộ quốc phòng chiếm phần đông trong các cơ quan chủ chốt của đảng, bao gồm bộ chính trị, trung ương đảng, cho thấy sự bất an của chế độ về vấn đề an ninh nội địa và mối đe dọa của cách mạng màu và diễn biến hòa bình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin sự cạnh tranh giữa công an và quân đội. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.